Hàng tỷ con cua Alaska biến mất do chết đói khiến chi phí thưởng thức cua tuyết đắt lại càng đắt. Cua tuyết nó này ráp xác nhỏ, có mai hình tròn, có thể sống tới 20 năm ở đáy biển sâu chưa đến 200 mét. Chúng trở thành nạn nhân của một trong những vụ biến mất tập thể do chết đói. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do nắng nóng trên biển kéo dài, ảnh hưởng đến việc trao đổi chất và tăng nhu cầu sử dụng calo của loài cua này. Theo nghiên cứu, nhu cầu năng lượng của loài cua tuyết gấp đôi khi nước biển tăng từ 0 đến 3 độ C. Vì vậy, vừa chịu sự nóng lên, quần thể cua tuyết lại phát triển mạnh kết hợp với nhu cầu calo cao, nhưng thức ăn lại hạn hẹp. Nên đây chính là đòn chí mạng khiến nhiều cua tuyết là nạn nhân của thời kỳ khó khăn chết vì đói. Tính đến nay, các nhà nghiên cứu ước tính khoảng hơn 10 tỷ con cua tuyết đã biến mất do nạn đói hoành hành. Các bạn có thể tính nhanh, 10 tỷ con cua có thể nuôi sống được 500 triệu người trong tận 3 ngày. Có bạn nghĩ sao về sự ra đi hàng loạt của loài cua tuyết này?